lý giải nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Âu cũng vì lòng tham của đàn bà. Bạn có biết rằng nhà Lý suy tàn không phải chỉ do những ông vua thất bại, yếu đuối, hoang dâm vô độ hay là ăn chơi trác táng, mà một phần lớn còn đến từ sự tham lam, chuyên quyền độc đoán của các đời thái hậu buông rèm nhiếp chính. Vậy thực hư giai đoạn này ra sao? Bí ẩn gì đã xảy ra khiến triều đại thịnh trị này sụp đổ? Hãy cùng Taka quay trở về với Thăng Long hơn 1.000 năm về trước để cùng chứng kiến một màn tranh đấu gắt gao, những mưu mô toan tính, trốn cung đình của nhà Lý. Thời kỳ cực thịnh của nhà Lý. Phải nói rằng triều đại nhà Lý chính là một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử nước ta. Sau thời gian thay đổi triều đại liên tục, với cái thời gian rất là ngắn từ Ngô sang Đinh, rồi từ Đinh sang Tiền Lê, thì đến nhà Lý trụ được hơn 8 đời. Tính cả Lý Triệu Hoàng thì là 9 đời, trong suốt hơn 2 thế kỷ. Nhà Lý trong khoảng thời gian đầu rất là thịnh trị, các vị vua đều yêu nước thương dân và có lòng mở mang bờ cõi, bảo vệ lãnh thổ. Nhờ đó thì giúp cho Đại Việt có được nền văn minh phát triển rực rỡ, nhân dân an cư lạc nghiệp và nhiều ngành nghề cũng lên đến cực thịnh. Sự hùng mạnh giúp nhà Lý không chỉ giữ vững được giang sơn xã tắc mà còn có những cuộc tiến quân, bình chiêm phạt tống. Thậm chí là chúng ta còn từng đánh cả sang đất Trung Quốc để phòng ngự chủ động, khiến cho các nước lân bang phải kính nể và thần phục. Vua Lý Thái Tổ ngay khi trên ngôi đã chú trọng phát triển Phật giáo, đặt nền tảng tín ngưỡng vững chắc ngay từ đầu cho nền văn hóa rực rỡ sau này. Thời kỳ cực thịnh, nhà Lý đã xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám mà tinh hoa thì vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay. Nhà Lý cũng khai sinh ra các kỳ thi khoa bảng để tìm kiếm hiền tài cho đất nước. Điều này được duy trì trải qua nhiều triều đại khác nhau. Thế nhưng mà vật cực thì tất phản. Sau giai đoạn cực thịnh, nhà Lý đến hồi suy yếu. Mà một trong những nguyên nhân suy yếu được lịch sử đánh giá là do nhiều đời Thái Hậu chuyên quyền. Nhiều đời nhà Lý, vai trò của Thái Hậu rất là then chốt. Không hiểu vì sao trong thời đại này, mặc dù tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất là nồng đậm, nhưng phụ nữ chốn cung đình lại vô cùng được coi trọng. Trong video trước chúng ta biết rằng, vua Lý Thánh Tông khi đi đánh giặc còn giao quyền nhiếp chính lại cho một bà phi tần. Đó thì chính là Nguyên Phi Ỷ Lan. Sau này bà được phong là Linh Nhân Thái Hậu. Cùng với Thái Hậu Thượng Dương, Linh Nhân Thái Hậu có lẽ là số ít những vị Thái Hậu có ảnh hưởng tích cực tới chính trị của triều đại này khi mà buông rèm nhiếp chính. Tuy nhiên là cũng chính bởi Ỷ Lan mà đã dấy lên sự chuyên quyền độc đoán, những mưu mô tranh cướp đoạt vị của các đời Thái Hậu sau này. Mà khởi nguồn chính là khi mà bà Ỷ Lan ra tay phế truất và sát hại Thượng Dương Thái Hậu cùng với 72 cung nữ của cung Thượng Dương. Dù là công trạng của bà cao ngút trời, thế nhưng cái tài cái tốt của bà thì không thể ai nhắc. Còn về tội lỗi của bà thì ngay lập tức được các hậu bối nhanh chóng tiếp thu, học tập. Nhiều đời Thái Hậu nhà Lý về sau chỉ lo tạo dựng quyền lực cho bản thân và dòng họ của mình, khiến cho triều đại này ngày càng suy sụp, tham nhũng, dần dần phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của họ Trần và mất vào tay nhà Trần. Về sau thì Trần Thủ Độ ra tay bức hại rất nhiều người họ Lý, khiến cho một dòng họ cực thịnh, cực đại bỗng trở nên suy tàn, yếu ớt, phải chạy trốn đổi họ để mong được yên thân. Vậy thì những vị Thái Hậu đó là ai và họ đã làm những gì để đến nông nỗi nhà Lý rơi vào cái kết buồn thảm đến như vậy? Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu. Linh Chiếu Thái Hậu được biết đến là cảm thánh phu nhân của Lý Thần Tông. Bà thường được nhắc đến là người có vai trò quan trọng trong việc giúp con trai là Lý Anh Tông, Lý Thiên Tổ kế vị ngai vàng. Ngoài ra thì bà còn được nhắc đến nhiều trong câu chuyện tư tình với chú chồng của mình, đó là Thái úy Đỗ Anh Vũ, một quyền thần dưới thời Anh Tông. Thái úy Đỗ Anh Vũ là em ruột của Đỗ Thái Hậu, mẹ của Thần Tông. Cuộc tình của họ bị coi là vết nhơ của Lý Triều. Đến năm 1138, Hoàng đế Lý Thần Tông băng hà, con trưởng của nhà vua và Lê Hoàng hậu là Lý Thiên Tổ khi đó mới 3 tuổi lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Anh Tông. Vua còn nhỏ nên Lê Thái Hậu buông rèm nhiếp chính. Lúc này thì Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu tư thông với Đỗ Anh Vũ và để người tình của mình làm phụ quốc thái úy, trở thành quyền thần bậc nhất trong triều đình, vì quyền lực mà hãm hại trung lương. Trước tình thế đó thì các quan triều Lý đã tổ chức binh biến, bắt Đỗ Anh Vũ giam vào ngục chờ xét xử. Thế nhưng mà Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu đã ra tay cứu Đỗ Anh Vũ và giúp phục chức thái úy, khiến cho y ra tay chấn áp giết hại hết các phe cánh trung lương trong triều đình. Từ đó Đỗ Anh Vũ một tay thao túng cả triều đình. Cuốn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có ghi chép rằng, khi nhà vua mới lên ngôi, không cứ việc lớn hay nhỏ đều do Anh Vũ quyết định cả. Hắn ra vào nơi cung cấm, tư thông với Lê Hậu, tức là Linh Chiếu.
Nhân thế anh Vũ lại càng kiêu dông. Ở triều đình hắn vén tay quát tháo, chỉ huy người bằng cách hất hàm, sai bảo người bằng khí sắc. Mọi người đều hé mắt sợ sệt, không ai dám nói gì cả. Và khi mà xã tắc hết người giỏi đảm trách các sứ mệnh nặng nề, thì cả cỗ máy bắt đầu trục trặc. Triều Linh Hoàng Thái Hậu. Sau Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu là Triều Linh Hoàng Thái Hậu, vợ của vua Lý Anh Tông. Nhìn thấy bà mẹ chồng là Linh Chiếu Hoàng Thái Hậu lên ngôi Thái Hậu Phát là một tay che trời thế kia, thì ai mà chẳng ao ước. Thế là Triều Linh Hoàng Thái Hậu chẳng học được cái ngữ gì tốt đẹp, suốt ngày đi dụ dỗ hối lộ, chia rẽ ly tán lòng người, chứ chẳng được cái nước nôi gì cả. Tháng 7 năm 1175, vua Lý Anh Tông mất. Trước đó một năm, con trưởng của Anh Tông là Long Xưởng, do ăn ở vô đạo nên bị truất ngôi thái tử. Con thứ 6 của Anh Tông là Long Trát, bây giờ mới có hơn 1 tuổi, được vua cha cho thay anh giữ ngôi vị. Mẹ của Long Xưởng thì là Triều Linh, tuy buộc phải vâng mệnh nhưng trong lòng vẫn còn rất là ấm ức. Đến khi mà Lý Anh Tông trở bệnh nguy kịch, bà lại tìm cách thuyết phục Anh Tông thêm một lần nữa. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, trước đó khi vua ốm nặng, Hoàng hậu Triều Linh lại xin lập Long Xưởng. Vua mới hỏi, làm con bất hiếu thì trị dân làm sao? Nhà vua bèn để di chiếu cho Tô Hiến Thành giúp đỡ thái tử. Công việc quốc gia đều phải theo phép cũ mà làm. Khi vua Anh Tông mất, Long Trát mới 3 tuổi lên ngôi vua, hiệu thì là Cao Tông. Triều Linh là hoàng hậu, đích mẫu của vua nên được phong làm Triều Linh Hoàng Thái Hậu. Đã cho mở tiệc mời các quan sự rồi nói rằng, vua Cao Tông còn nhỏ tuổi nên để Long Xưởng lên ngôi. Nhưng mà các quan không ai đồng ý mà chỉ nghe theo lời của Thái úy Tô Hiến Thành, đang hết lòng phò tá vua Cao Tông. Triều Linh Hoàng Thái Hậu dùng vàng bạc đến nhà dụ dỗ hai vợ chồng Tô Hiến Thành và Lữ Thị, nhưng mà ông vẫn một mực trung thành, quyết không nghe theo. Một hôm thì Thái Hậu lại triệu ông vào một thuyết phục, lời nói rằng, ông đối với nước nhà có thể nói là một người trung đấy, nhưng mà tuổi tác của ông cũng đã đến lúc về triều rồi. Vậy mà lại đi giúp một ông vua nhỏ bé, thì những việc ông làm ai biết cho? Chi bằng lập vua lớn tuổi, coi lớn thì kẻ kia mới biết, mà đem sự ban thưởng của một vị vua hiền đức đến cho ông. Rồi ông sẽ được giàu sang mãi mãi, há không phải tốt đẹp, đẹp đẽ sao? Nhưng Tô Hiến Thành đã đáp lại, làm việc bất nghĩa mà được giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ đâu có vui. Lời tiên đế còn ở bên tai, điện hạ lại không nghe việc của Y Doãn, Hoắc Quang ngày xưa sao? Thần không dám vâng mệnh. Nói rồi Tô Hiến Thành vội vàng bước đi. Thái hậu phẫn uất nhưng không làm gì được. Không khuất phục được Tô Hiến Thành, Triều Linh Thái hậu quyết định tạo binh biến, gây ly tán trong triều đình nhằm tạo ra phe cánh ủng hộ mình. Một đêm nọ, Thái hậu triệu gấp con trai Long Xưởng vào cung tính kế. Thái úy Tô Hiến Thành nhận được mật báo liền ngăn Long Xưởng vào thành. Sau đó thì Triều Linh Thái hậu bị giam lỏng hậu cung, âm mưu binh biến thất bại nhưng đã tạo ra sự ly tán trong triều đình. Triều Thiên Chí Lý Hoàng Thái Hậu. Cùng thời với Triều Linh Thái Hậu là Triều Thiên Chí Lý Hoàng Thái Hậu, bà là mẹ đẻ của vua Cao Tông, tên thật là Đỗ Thụy Châu. Bà cũng tham nhũng quyền lực khiến cho nhà Lý lại càng thêm đổ nát. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép, năm 1179, Tô Hiến Thành ốm nặng, tham chí chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu ở bên cạnh. Giám nghi đại phu Trần Trung tá vì bận việc không lúc nào rỗi để tới thăm hỏi. Đến khi bệnh nặng, Đỗ Thái Hậu thân đến thăm mới hỏi Hiến Thành, nếu có mệnh hệ nào thì ai là người có thể thay ông? Hiến Thành mới trả lời, trung tá có thể thay. Thái Hậu mới nói, Tán Đường hàng ngày hầu thuốc thang, sao không thấy ông nhắc đến? Tô Hiến Thành đáp, vì bệ hạ hỏi người nào có thể thay thần nên thần nói đến trung tá, còn như hỏi người hầu dưỡng thì phi Tán Đường còn ai nữa. Thái Hậu khen là trung, nhưng cũng không để lời nói của ông vào tai. Sau khi Tô Hiến Thành mất, Đỗ Thái Hậu liền cho em trai mình là Đỗ Di An giữ quyền phụ chính. Đỗ Di An hay Đỗ An Di có uy quyền lớn khiến cho nhiều người phải khiếp sợ. Thế nhưng mà phải nhấn mạnh ở đây rằng Đỗ Di An vốn là người đã bất tài lại kém đức, khiến cho vua Cao Tông nghe theo Di An thì càng lớn lại càng tỏ ra bất tài, lại chỉ lo vui chơi hưởng lạc. Vua chuyên dùng những người bất tài kém đức do Di An và nhà họ Đỗ tiến cử, khiến cho lòng người oán thán, đất nước loạn lạc khắp mọi nơi. Đàm Thái Hậu.
nhân vật hiền hách và phong vân nhất trong số 4 bà Thái Hậu trên có lẽ chính là Đàm Thái Hậu. Bởi bà ta không chỉ tham lam mà còn độc ác không ai bằng. An Toàn Hoàng hậu Đàm Thị hay Cao Tông Đàm Hậu, Đàm Thái Hậu là hoàng hậu của hoàng đế Lý Cao Tông, mẹ đẻ của hoàng đế Lý Huệ Tông, bà nội của nữ hoàng duy nhất Việt Nam Lý Triều Hoàng và Thuận Thiên Hoàng hậu. Bà là con gái của tướng quân Đàm Thị Phụng, có chú là Đàm Dĩ Mông. Tháng 7 năm 1194, bà sinh ra hoàng thái tử Lý Hạo Sảm, cùng lúc đó được phong làm An Toàn Hoàng hậu. Năm 1210, vua Lý Cao Tông mất, thái tử Lý Hạo Sảm lên ngôi, hiệu là Huệ Tông, tôn mẹ mình làm Thái Hậu. Đàm Thái Hậu là một người cứng rắn, thích can dự và chính sự, đích thân cùng vua nghe chuyện chính sự cả triều đình. Rồi bà lại phong cho em trai mình là Đàm Dĩ Mông lên làm Thái Sư, cùng mình tham dự vào triều chính, trong khi vua Huệ Tông thì không được can dự vào. Đàm Dĩ Mông là một người có học, nhưng mà lại do dự không quyết đoán, nên mọi việc đều do Đàm Thái Hậu quyết định. Thái Hậu chỉ lo cho quyền lợi của dòng họ và củng cố quyền lực, khiến cho triều chính bất ổn, xã tắc loạn lạc, các thế lực nổi lên khắp mọi nơi, khiến cho triều đình nhà Lý ngày càng phải dựa vào thế lực họ Trần để củng cố địa vị. Lúc này họ Trần đã trở thành dòng họ cực thịnh, với vô số thành viên là quan lại đứng đầu trong triều đình. Cuộc liên hôn giữa vua Huệ Tông và Trần Thị Dung, sau này thì là Thuận Trinh Hoàng hậu, là con gái của Trần Lý, để gia tăng ảnh hưởng của họ Trần và triều Lý. Lúc này Đàm Thái Hậu lại cố kỵ Trần Tự Khánh, anh trai của Trần Thị Dung. Một mặt tìm cách chèn ép, hạ độc chết con dâu, một mặt vì lo sợ Tự Khánh có ý phế lập ngôi vị, bèn đem ba hoàng tử, Nhân Quốc Vương, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử con của Cao Tông với các thị tiếp khác, dìm đầu chết ở sau giếng trong cùng. Đây là một tội tày đình với triều Lý. Nếu ngôi vị của vua Huệ Tông bị lung lay bởi họ thì mới nên giết. Còn đây do suy nghĩ nông cạn và nóng giận tức thời, bà đã giết đi nòi giống nhà Lý. Một nguyên nhân khiến Huệ Tông bắt buộc phải nhường ngôi cho con gái. Nhà Lý ngày càng suy yếu, quyền lực lại lọt dần về tay của họ Trần. Khi mà vua Huệ Tông nhường ngôi cho con là Lý Triều Hoàng, vào năm 1225, sau khi Lý Triều Hoàng lên ngôi, bà đã cùng Huệ Tông đến xuất gia chùa Phù Liệt. Rồi năm sau Trần Cảnh lên ngôi, bà cũng bị bức tử mà chết. Và nếu mà những sự thật lịch sử luôn thu hút được sự chú ý của bạn, kính mời anh em đón xem tiếp video Nguyên Phi Ỷ Lan, bức tử hoàng hậu và 72 cung nữ đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.